Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là điện thoại Honor 8A đang được chờ sửa tại di động cao cấp.vn. Như bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang là một trong đơn vị cung cấp tất cả các linh phụ kiện trên điện thoại Honor 8A, phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn khi cần. Các lỗi sự cố cơ bản trên điện thoại Honor 8A như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, chân sạc, thay mới main, vỏ máy đều có sẵn linh kiện thay mới nhanh, chính xác tại di động cao cấp.vn. Đối với những lỗi liên quan phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có sẵn phải chạy fix lỗi nhanh, chính xác quý vị các bạn. Những khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship các linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Honor 8A đến tận xe hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Các lỗi sự cố cơ bản trên điện thoại Honor 8A đều có phương án sửa chữa nhanh, chính xác tại di động cao cấp.vn. Do đó, quý vị các bạn không phải chờ lâu. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới, sửa chữa điện thoại Honor 8A, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.